Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của anh Bê Quy Thành. Mình là Ốc. Các bạn ơi, thời tiết nắng nóng và oi bức. Các bạn nhìn vào xem đấy. Trời, cái nắng như thế này. Nắng từ sáng đến tối. Từ tối cho đến sáng. À, nhưng mà từ tối cho đến sáng thì làm gì có nắng. À, nhưng mà tóm lại là cứ là sáng thì là có nắng nha các bạn. Nên là Ốc sẽ thay trời hành đạo. Ốc sẽ giúp các bạn lập đàn cầu mưa. Đảm bảo chiều nay chỗ các bạn mưa to luôn. Giống như Ốc hôm trước, Ốc lập đàn cầu mưa phát chỗ Ốc mưa ngập nhà luôn cơ mà. Nhà ngoài đời thật đấy, chứ không phải nhà trong Minecraft nha. Đây, hôm nay Ốc đã chuẩn bị rất là nhiều đồ để làm lễ cầu mưa thịnh soạn. Mời các bạn cùng đến xem nha. Ở đây mình đã chuẩn bị nha, rất là lễ vật nha các bạn. Lễ vật của mình đó chính là một chiếc bánh gato to như một cái bô. Đấy, ở đây mình đã chuẩn bị hai bát súp. Hai bát súp này là hai bát súp làm từ máu đấy các bạn ạ. Ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Còn đây ở giữa là miếng thịt thối nhá. Có thịt thối thì ông thần linh ở ông thần sấm thần mưa, ông ấy sẽ trứng giáng cho mình và ông ấy sẽ làm mưa cho cái chỗ của mình ở các bạn ạ. Đây. Các bạn thấy gì chưa? Một bên mình để ngọn lửa màu xanh, một bên mình để ngọn lửa màu đỏ. Để là gì? Chính là âm dương hòa hợp, thầy bói bảo thế các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đứng trên bục này và chuẩn bị thi hành lễ cầu mưa tà lưa À nhầm. Lễ cầu mưa thôi, không có tà tưa gì đấy các bạn. Mình nhầm đấy. Rồi, bắt đầu chuẩn bị này. Mình cầu mưa một phát mưa luôn các bạn tin không? Hãy bắt đầu nhá. Thiên linh linh, địa linh linh. Thiên linh linh, địa linh linh, ốc bị thần kinh. Thiên linh linh, địa linh linh, ốc rất là xinh. Ốc rất là xinh, lại còn giống như một minh tinh. Đang cầu mưa cho hành tinh. A à, bla 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 bla. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình cầu mưa phát trời mưa luôn. Mấy hôm nay ở ngoài miền Bắc mình hay có mất điện lắm. Nếu mà ở ngoài đời thật mà mình cầu mưa được thế này thì chẳng lo thiếu điện đâu các bạn ạ. Ô, nhưng mà mưa hơi nhiều các bạn ơi. Thế đây mình làm lễ lại để cho nó hết mưa nha các bạn. Malasibua. Trời tạnh mưa đi. Ủa alo các bạn ơi, tại sao trời vẫn mưa nhỉ? Rõ ràng mình làm lễ hết mưa mà bây giờ chỗ nhà mình vẫn cứ mưa ơi là sao? Ôi kìa, nhưng mà nhà anh Bê Quy Thành thì lại nắng to các bạn ạ. Ui rồi, thế là sao? Ủa alo là sao? 6.5 hours later. Nãy giờ mình vẫn cứ cúng tế nhưng tại sao trời lại không tạnh mưa thế nhỉ? Ôi các bạn này ảo thật đấy. Ôi tôi chết rồi các bạn ơi, trời mưa to quá, nhà mình ngập luôn rồi. Ngập trôi luôn cả nhà rồi. Thôi thôi, mình phải dọn đồ cúng mình đi vào, dọn cái bánh kem này vào ăn cái cúng bái gì giờ này. Ôi mà chả dọn nữa, dọn vào xong rồi mình ướt hết mất. Ôi mình bơi được các bạn. Mình bơi được, bạn vừa nhìn thấy mình bơi vào nhà đúng không? Thôi thôi thôi, mình đóng cửa đây. Các bạn ơi, trần đời công anh ngu như ốc các bạn ơi. Mình làm lễ cầu mưa bây giờ đã chẳng tạnh mưa. Nhà mình còn rột tí ta tí tách này, lại còn rột đúng chỗ giường ngủ. Hôm nay coi như xong rồi, chẳng có chỗ mà ngủ rồi. Ôi, nhưng mà nhà anh Bê Quy Thành có mưa đâu các bạn nhỉ? Bây giờ mình sẽ sang nhà anh Bê Quy Thành để nhờ anh Bê Quy Thành giúp đỡ các bạn ạ. Ui, cay thật đấy. Bây giờ mình phải đi lấy áo mưa. Áo mưa đâu? À, áo mưa. Ôi, để mình xem nào, mình nhớ là mình có cái áo mưa ở đây. Đây rồi, để mình mặc vào nha các bạn ơi. Đây rồi. Ôi các bạn ơi, nhà mình nghèo quá à. Các bạn ơi nhìn nè, mình có cái áo mưa mà còn bị thủng lỗ chỗ thế này. Mặc áo mưa như là không. Mình nghèo rất mùng tơi không có ai chơi à. Ôi nhưng mà thôi, mình có thế nào thì mình mặc như thế vậy, còn hơn là bị ướt hết. Mà mặc thế này thì cũng có khác gì không mặc gì đâu. Ôi cay thật đấy. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh để cho mình có tiền mình mua cái áo mưa mới nha. Bây giờ mình sẽ phi tốc độ ánh sáng để sang nhà anh Bê Quy Thành. Có cơn mưa nào lạ thế, thoáng qua rồi tạnh ngay. Em về nhà hỏi mẹ, mẹ cười mưa bão mây. Cơn mưa rơi nho nhỏ nhưng mưa chỉ rơi mỗi vào nhà em. Ôi giời ơi, ôi em đúng là su cả na. Nhưng mà Bê Quy Thành thì lại chẳng mưa. Ôi em cay thật đấy. Bê Quy Thành ơi, SOS. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh gaming hay nhất thành tinh của youtuber không hề ngáo ngơ Bê Quy Thành. SOS, Bê Quy Thành ơi,
ai đấy, đứa nào đấy? SOS cái gì? À, Bê Quy Thành ơi, trời mưa to quá không tạnh được, nhà em ngập rồi. SOS em đừng có mà bốc phét đâu, nhà em có mưa đâu, anh có thấy có mưa tí nào đâu. Kìa kìa, ngập nhà rồi. Trời nắng to này, trời nắng chang chang, mình đi lang thang này làm gì có tí mưa nào, chả thấy hột mưa nào. Em đừng có mà bốc phét, ốc đừng có mà nói điêu nhá. Em đừng có phá đám, anh đang quay video cho các bạn xem đấy. Ơ, chả tin nhỉ, nếu không mưa thì làm sao nhà em ngập từ nóc ấy kìa, nhìn thấy chưa? Ôi rồi, lũ về nhưng mà lũ từ trên bầu trời xuống, khéo mưa to thật. Mà em làm gì cho mỗi nhà em mưa, cho nhà anh không mưa nhỉ? Sao hai nhà cạnh nhau thời tiết khác nhau á? Ờ, tại vì em có phép thuật đấy. Em lên mạng á, em học được cách cầu mưa của những phù thủy xa xưa. Và em thực hành, quá em thực hành xong cái nó mưa mà nó không tạnh nổi luôn. Ôi giời ơi, em cũng tính làm phù thủy à? Nhưng anh thấy em không giống phù thủy đâu mà thấy em xấu như quỷ ấy. Thôi đi ra đi, để ý mày quay clip cho bạn xem. Anh đang tính chơi Rainbow Friend những người bạn sắc màu đấy. À, những người bạn sắc màu. Ý, em bảo nhá, nếu như mà trời mưa xong trời nắng thì sẽ xuất hiện cầu vồng đấy. Nhưng ở trong game Minecraft em chưa được nhìn thấy cầu vồng bao giờ. Thế á, thế thì kệ em. Ờ, thế anh làm cái gì? Em ra đây em SOS anh mà, anh lại kệ em. Ừ, thế bây giờ làm gì ta, anh đang tính đi quay game. Thôi được rồi, thế hôm nay anh sẽ dẫn ốc và các bạn đi xem những người bạn sắc màu. Thay vì nhìn thấy cầu vồng, em sẽ gặp những người bạn có nhiều màu sắc luôn. Quá là uy tín và nó mới ra phần 2, có thêm những người bạn mới cực kỳ là đáng yêu. Anh không bao giờ nói điêu luôn. Ok, chúng ta cũng đi. Ok, đi đi. Em nên lấy áo mưa mặc vào đi không, trời nó mưa đấy. Em cầu mưa biết đâu vẫn còn tác dụng phụ ấy. Em bị hâm đời à, trời nắng chang chang mặc áo mưa. Đấy em áo mưa đây. Ui giời ơi, đây anh đi giữa trời nắng thế này, ốc mặc áo mưa các bạn ạ. Đúng là đồ khó ưa. Chả hiểu kiểu gì đâu, đi đi. Mặc áo mưa vào trời nắng cho nó ấm. Really nigga. Ui giời, ốc bị thần kinh rung rinh nữa, phải đinh thật rồi các bạn. Thôi rồi kệ ốc đi. Rồi chúng ta đi đến gặp những người bạn sắc màu nhá. Wow, nhìn này các bạn ơi, mình đã đến vòng quay mặt trời của Blue, trông mặt không hề ngu. Ơ, nhưng mà ốc thì anh Bê Quy Thành chạy trước ốc mà, bây giờ lại chạy đâu mất tiêu rồi. Toàn chạy nhanh như chiếc xe không phanh các bạn ạ, làm lạc hết cả đồng đội. Ê, chán thật. Bây giờ có anh Bê Quy Thành ở đây á, thì mình sẽ rủ anh Bê Quy Thành chơi cùng. Nhưng mà thôi, mình chơi một mình cũng được, không có Bê Quy Thành càng tốt. À, mình đang đứng rình rình cái đứa tính chơi một mình không rủ mình chơi à. Đấy các bạn thấy không, ốc toàn chơi mảnh thôi, chả bao giờ rủ anh Bê Quy Thành hết. Anh thử ốc xem như thế nào đấy, hóa ra là chỉ thích chơi một mình thôi. Rồi bây giờ anh sẽ thả một con quái vật ra cho nó bắt ốc. Ôi, ôi Bobo, Bobo. À, ốc đã bị hai bàn tay rất là cute hột me của con purple màu tím này kéo chân bóp cổ lên. Ốc thử đi quay trở lại các bạn ạ. Quay trở lại, đấm Bê Quy Thành. Này, đấm Bê Quy Thành này. Ghê chưa, ghê chưa. Dám đấm Bê Quy Thành à, Bê Quy Thành khôn lắm, Bê Quy Thành cứ đứng ở đây các bạn ạ. Em biết rồi, Bê Quy Thành cho anh em. Nhìn thấy anh cầm con purple rồi. Ai mượn em chơi một mình, anh thử lòng em như thế nào. Hóa ra là ông chỉ biết chơi một mình, chả bao giờ rủ anh Bê Quy Thành hết. Tao đánh mày này, ui Bê Quy Thành, con này nó có đầu không? Không, nó chỉ có tay thôi. Ở trong không. Ở trong game nó chỉ thò mỗi hai tay nên nó bắt, còn cái đầu của nó lúc lúc mà em bị hù dọa nó xuất hiện cái đầu mà. Cái đầu đâu, đào đất thấy chả thấy cái đầu đấy. Đấy, để đứng lại cho các bạn xem cái đầu này. Thi thoảng mới thấy cái đầu của nó đen đen. Ê, cái đầu đen đen nhú lên á. Ờ, thi thoảng mới thấy cái đầu các bạn ạ. Rồi em thử thả người dân làng xem nó có cắn không ốc. Ờ, ok, đấy, ok. Đấy, cái đầu của nó đấy, vừa thấy đen đen lên đấy các bạn. Đấy, cái đầu nó đấy, đấy, cái đầu nó đấy. Đấy, cái đầu này. Đâu? Đấy, nhâm nhô đen đen đấy, chính là cái đầu của nó nha các bạn. Ôi, đây, đây, đây. Thả ngay, biết ngay đâu là cái đầu. Ôi trời ơi. Ê, ấy, cái đầu to chưa? Cái đầu nó to hai mắt thô lố á. Rồi, rồi, rồi. Ôi, nó bỏ, nó bắt, nó bắt, nó bắt người dân làng các bạn này. Ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Ôi. Ôi, kinh quá. Ấy, các bạn thấy cái đầu nó chưa? Cái đầu đen đen đấy. Ấy, nó nhô lên, lộ cả mắt. Ấy, ôi, ôi, hết ghê hồn. Chưa, ghê chưa? Hết hồn, con trồn luôn. Đây, ông ơi. Gì? Anh còn có con mới luôn. Em nhận ra con này là con gì không? Trên tay đang cầm này. À, con yellow. Ờ, con này là con chim ngu ngốc mà suốt ngày bị anh chọn luôn. Con này ở đây nó có tổ không? Đây nó không có tổ, nó chưa có tổ. Ê, ăn dân làng đi. Ấy, nó bay bằng cái cánh ở đằng sau lưng kìa các bạn kìa. Đấy, con chim ngu ngốc nó thấy người dân làng nó để bay đi. Đúng là con chim ngu si các bạn. Ờ, đúng rồi. Đáng ra nó phải cắt người dân làng vào tổ của nó rồi nó ăn thịt đấy. Đúng rồi, trong game Rainbow Friend là nó phải làm như thế. Ờ. Đây đây, đến con này, ốc nhận ra con này là con gì không? Đây là những con quái vật mới nha các bạn.
con cyan chứ con gì. Thông minh lắm. Đúng rồi, con này là có màu lục lam thì phải. Đây đây nhìn này. Ui, ghê chưa, ghê chưa. Con này á, nếu mà chúng ta trốn ở trong hộp ấy mà chúng ta phải đứng yên. Nếu mà chúng ta di chuyển là nó cắn luôn. Kể cả trốn trong hộp nó di chuyển động đậy là nó biết luôn ấy. Con này rất là tỉnh luôn. Nó cắn Baby Thành luôn. Còn lâu mới cắn anh, em thả người dân làng xem là nó có cắn không. Em thả người dân làng làm gì? Em thả hẳn người sắt nè. Rồi thả người sắt nào. Đây này. Ơ, người sắt không đánh nó à? Ôi giời, người sắt không làm gì nó hết. Ui nó đuổi người dân làng rồi. Ui cái răng kìa. Ui kinh quá các bạn, cái mồm nó kinh quá. Nhưng mà người sắt cũng chả đánh nó. Ờ em thử thả lại xem nào, thả lại người dân làng cho các bạn nhìn rõ nào. Thả hẳn ba ông dân làng luôn. Ô cái mồm nó ra kìa. Ui nó cắn. Ui nó cắn. Ui nó cắn. Hai con nhìn ghê thật đấy. Cái răng của nó nhọn hoắt à. Ấy ôi thôi rồi ốc ơi, em đừng thả nhiều nữa. Ốc nhận ra đây là cái gì không? Cái gì đây? Cái gì trên tay đây này? Đâu? Cái gì trên tay là cái gì? Cái gì đây? À con cookie. Đúng rồi, đây là cái đầu của cái con ấy đấy, nhìn con này. Cookie hay là con gì ấy nhỉ? À... con này nó có ăn được không ta? Nó lăn này đáng yêu quá. Ta dẫm lên mày này. Bọc. Dẫm này có con màu đỏ nữa, có bọc. Tất cả các màu luôn, rất bọc. Là cute luôn, thấy không? Nó lăn linh tinh luôn các bạn ạ. Chắc là không biết là có bị thần kinh không, nhưng mà nó hay lăn linh tinh lắm. Nó như là bóng nảy ấy, và nó cũng chẳng hại ai hết. Đúng rồi, và trong game thì chúng ta sẽ phải đi nhặt cái đầu này. Đấy ông ơi, còn con này chắc là quá quen thuộc với các bạn rồi. Nó có hình ở trên cái vòng quay mặt trời. Đó chính là Blue. Blue làm gì ấy? À Blue đi bắt dân làng. Ủa, Blue đi bắt ông dân làng, úi dồi ôi. Các bạn biết vì sao Blue hay chảy dãi không? Vì nó ngủ nhiều đấy, nó ngủ quên và nó chảy dãi ra mồm ấy. Đúng rồi, trong phần 2 mình đã biết vì sao, đó chính là bởi vì nó ngủ quá nhiều. Đây là Green. Đúng rồi, cái tay rất dài luôn, con này bị mù nha, chúng ta phải tránh nó ra. Còn không nó kể cả trốn trong hộp nó vơ được, nó vẫn bóc cổ được mình nha. Ờ, thế mấy đứa này có đánh được zombie không? Không, con zombie chết queo rồi, em thử thả con Warden ấy. Con mạnh mạnh à, ra. À con Warden đúng rồi. Đấy, ui dồi ôi, chạy loang quang luôn. Anh lồng tiếng cho con này. Con này tiếng đi chân của nó là bíp 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 bíp. Đấy ông Tài nó bị đen à. À Blue rất là ngu. Ngươi hãy chiến đấu với Warden đi. Thấy chưa, thấy chưa. Ngầu. Ô, nhìn nhau à. Ôi thơm nhau. Thơm nhau đâu, hù nhau. Không, bọn nó bước qua đời nhau. Bước qua đời nhau để làm nhau đau à? Đúng rồi, để làm nhau đau đấy. Ôi, ai, người sắt cũng đến để đánh nhau à? Ờ, người sắt đánh hội đồng với cả con Blue à? Đánh ôi. Ôi, không biết con nào thắng ấy. Chắc chắn là con Warden bị thua rồi. 3 đánh 1 không chột cũng què mà. Wow. Đúng không các bạn? Quá chuẩn luôn. Chơi này ai chứ lại. Con Golden chết rồi. Anh biết mà, làm sao mà thắng được. Thôi ông ơi, anh bảo ơi. Vào trong này anh cho em một phiên bản những cái người bạn sắc màu khác này, đi vào đây. Đâu này, mở cửa ra. Ờ. Trong này có một cái rương này, em mở cái rương ra. Em lấy những người bạn sắc màu em thả ra cho các bạn xem đi. Đây là một cái phiên bản làm mới. Wow, anh làm à? Ừ, anh làm mà. Đây ra đây thả đi. Anh toàn bốc phét cho anh biết ăn trộm ở đâu. Anh không bao giờ ăn trộm. Em sẽ thả đây là gì, hình gì, biết gì, hình gì được chưa? Màu này là màu gì các bạn đoán xem. Đây màu... chính là màu cam. Orange. Đấy. Wow. Orange người vằn vằn à. Đấy ngầu chưa. Quắc quắc quắc. Ngầu á. Dân làng này ăn đi. Ui cắn một phát người sắt đi luôn. Ui ui. Ôi thì người dân làng hiệu chắc rồi. Ui nó đuổi này. Ui dân làng chạy đi. Ui không kịp rồi. Đâu còn nhân vật nào nữa, thả nó đi xem nào. Đây chính là nhân vật Green. Ui thấy Green chưa các bạn. Con này là con Dark Green, nó màu tối hơn cái con kia. Ờ, nhưng mà con này trông có vẻ ghê hơn con kia đấy. Ờ, con này ghê hơn mà nó có tiếng kêu luôn á. Ờ, bíp bíp giống như ở trong game luôn đấy các bạn. Đấy. Ui ôi, nó bắt cả con heo luôn, nó vớ được con gì nó cũng bắt luôn đâu ạ. Ô, nó ăn thịt lợn à? Ờ, nó ăn thịt lợn, ăn thịt heo. Ai xà, con này ghê. Ô, có con heo dưới chân mày này. Ờ. Mày không biết à? Không biết. Ui, dồi thật, chạy đi heo, chạy đi, chạy chưa? Chạy đi. Ui nó đuổi theo này. Ui chạy vào song. Chết rồi, làm món thịt heo luộc rồi. Rồi thả con tiếp đi. Con này là con. Ôi con cyan. Con cyan này có xấu ấy. Con lục lam. Ui ôi trông mặt nó giống mặt ốc thế nhỉ. Ốc. Trông giống mặt ốc. Đây này, đây trông giống mặt Bê Quy Thành đây này. Đâu
Đây, trông giống bạn Bêu Thành mắt chỗ lồi. Đây là con rét, đây là con chùm các bạn ạ. Nó chuyên chỉ thả những con quái vật ra để bắt người chơi. Đúng rồi. Còn đây là con Purple. Đấy. Ui. Tay con này á, to hơn tay con vừa nãy luôn. Và nó còn hiệu ứng khói khói ở dưới mặt đất luôn. Em thả người dân làng xem nó vồ kiểu gì. Ui. Đây để ta thả xa xa cho mà đi. Lại đây, lại đây, lại đây, Purple lại đây. Ui. Ui. Con Sian cậy đầu nó dài hơn, nó mổ trước rồi. Ờ, chán biết nhỉ. Đây, 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 con Purple. Ê, Purple ăn được á. Purple đập một cái nó chết queo luôn. Chắc chắn luôn. Rồi còn con gì nữa nào? Ê, còn chứ, chính là con Yellow. Yellow, Yellow, Yellow đâu, con Yellow đâu? Thả gần con bò đi. Đâu con bò, sẽ thả gần con bò chả liên quan gì cả. Nó là chim đầu to đấy. Đầu to chim ác như quả nho. Ừ, chim như khủng long á. Ê, con chim ta cho mày người dân làng này. Ủa nó chẳng bắt á. Đâu nó bắt mà. Ui nó bắt. Ủa. Nó mổ các bạn ạ, con này nó mổ phát chết queo luôn. Thế con này mày không biết bay lên à? Con này lại không biết bay các bạn ạ. Con chim ngu đần rốt nát. Ôi thảm nào, đúng là đồ của anh Bình Thành tạo ra toàn đồ rốt nát ngu đần. Nào, con gì nữa nào? Mới biết con này con gì? Con Blue. Con Blue luôn. Đấy, trông ngu ngu giống ốc là biết ngay con Blue. Ngu ngu nó chẳng biết gì. Rồi ok, khá là vui đấy nhỉ. Đấy, đấy là hôm nay đã tạo ra tất cả những con quái vật trong Rainbow Friends phần 2. Và các bạn thấy con quái vật nào đáng sợ nhất, các bạn hãy bình luận ở dưới nhé. Còn bây giờ chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi, vì video khá là dài rồi. Hôm nay mình đã cho ốc bị quái vật Rainbow Friends ăn thì các bạn ạ. Chắc ốc cay lắm. Ốc không ăn ớt mà ốc vẫn cay. Oh, Warden chả biết đánh con nào, cứ hú hét như một đứa bị điên. Nó đi ăn đất ốc ạ. Thôi kệ nó đi. Rồi ốc chào các bạn đi. À bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ốc vẫn say đắm với những người bạn sắc màu, chắc muốn bắt hết về nuôi. Nhưng mà tối nó ăn thịt ốc ấy. Thôi bye bye các bạn nha. Nhớ mình muốn đấm về thành phát ghê. Nhớ lại video đăng ký kênh hôm sau sẽ làm video cho đông tiếp. Đấm cho phát ghê. Đấm đấm đấm.